Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn quy trình eJoy gửi mã code Pro và hướng dẫn các bạn cách sử dụng mã code khi nhận. Sau khi nhận được thông tin đăng ký thì chúng mình sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng và tiến hành gửi mã code đến địa chỉ mà bạn đã đăng ký. Thời gian giao nhận thì từ 2 đến 4 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng. Tay mình đang cầm một phong bì mà các bạn sẽ nhận được. Trong này sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng nhỏ. Các bạn có thể thấy ở đây, quyển hướng dẫn này sẽ chứa mã code Pro, hướng dẫn cách nâng cấp Pro và hướng dẫn sử dụng chung. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng eJoy mà bạn sẽ nhận được. Tại trang thứ 2, ở ngay đầu quyển hướng dẫn sử dụng, bạn sẽ thấy mã code khóa học của mình. Bạn dùng mã code này để nâng cấp tại website. Hướng dẫn nâng cấp tài khoản Pro tại website sẽ nằm ở trang 3. Bạn xem chi tiết các bước này và thực hiện theo nhé. Hiện tại eJoy có 5 sản phẩm tại app và website. Có đầy đủ tính năng giúp bạn tự luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Từ trang số 5 này trở đi, chúng mình sẽ có hướng dẫn chi tiết các cách sử dụng từng sản phẩm. Các bạn nhớ tham khảo nhé! Trở thành thành viên Pro của eJoy thì bạn sẽ được ưu tiên chăm sóc và hướng dẫn cách học hiệu quả. Vì vậy, bạn hãy liên lạc với chúng mình qua email, gọi điện thoại hoặc nhắn tin và chúng mình sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Thông tin liên lạc bạn có thể tìm thấy tại trang cuối của hướng dẫn sử dụng. Vừa rồi là hướng dẫn nâng cấp lên tài khoản Pro bằng hình thức nhận mã code tại nhà. Mình hy vọng bạn sẽ có một hành trình học tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả cùng eJoy.